VinFast Lux A thì giờ ai còn độ nữa, anh em nhầm rồi anh em nhá. VinFast Lux A còn rất nhiều đồ độ, mà cái cần thiết của dòng xe VinFast Lux A đó là cái bộ đèn của dòng VinFast ấy, nhất là Lux A và Lux SA thì ánh sáng cho ra rất là hạn chế, rất là tối, nên là anh em mà đã sử dụng xe VinFast Lux A thì cái việc nâng cấp đèn để nâng cấp ánh sáng để hỗ trợ anh em lái xe tốt hơn thì cái việc đấy là việc cần thiết và anh em nên nâng cấp. Đây một chiếc xe VinFast Lux A thì em vừa tiến hành nâng cấp đèn xong rồi. Đây ở xe này thì tiến hành nâng cấp hai cặp V20 phiên bản mới nhất. Với cái công suất là cốt là 60W, pha 70W, khi lên pha có hỗ trợ tâm vàng thì hỗ trợ cho anh em đi đường trời nhẹ, sương mù nhẹ rất là tốt. Đối với cái dòng VinFast Lux A thì anh em nâng cấp lên hai cặp và nó sẽ có part riêng dành cho xe VinFast Lux A. Anh em có thể nhìn thấy đây, thì sau khi độ xong thì cái độ thẩm mỹ rất là cao, không có nhìn có xấu và không phải độ chế khoét gì nhiều. Đấy, anh em đang sử dụng dòng xe VinFast Lux A và Lux A đang cần nâng cấp cũng như tham khảo về cái dòng đèn để cải thiện ánh sáng thì em mời qua Akala Thái Nguyên, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là lên combo cho anh em sao có một cái combo đèn nó hợp lý nhất, giá thành tốt nhất.